bây giờ Hương sẽ hướng dẫn cả nhà cách dùng cái trà le cầm ti thải độc hệ u hạch này nhá. Cả nhà hãy, ai đang có vấn đề về u nang, u hạch, u tuyến giáp thì cả nhà hãy dùng cái gói này, một ngày hai gói này và uống thành 4 lần nhá. Cả nhà hãm một lần xong hãm lại lần thứ hai, một gói dùng 2 lượt. Đây, cả nhà bên trong nó sẽ có cái trà tiên le cầm ti như này, có hạn sử dụng rõ ràng ghi ở trong gói này. Cả nhà hãy xé gói này ra, xé ra và cả nhà hãy cho vào cái cốc nhá. Hương chuẩn bị sẵn cốc bây giờ. Đây là gói trà như này, chứ trà túi lọc ấy cả nhà. Đấy, cả nhà hãy cho vào trong đây. Đấy, cho vào trong như như này. Rồi cả nhà hãy rót nước vào nhé. Đấy, rót nước vào. Rót 250ml cả nhà nhé. 250ml. Và cả nhà hãy hãm 20 phút. Đấy, đậy lại như này. Hãy hãm trà cả nhà. Đấy, xong rồi cả nhà để như này, cả nhà uống. Uống một tuần, một ngày uống, nhớ uống hai lần và lúc đói nhá. Sáng ra ngủ dậy là các bạn hãy pha luôn một cốc trà như thế này. Rồi uống 20 phút sau là uống, ngâm tối thiểu 20 phút nhá để uống. Sau đó rồi đến lúc đó khoảng tầm 11 giờ mọi người lại pha 20 phút ngâm lại cái gói này lần nữa. Rồi đến khoảng tầm 3 rưỡi chiều hoặc 4 giờ mọi người lại ngâm một gói mới một lần nữa 20 phút như thế uống. Và đến khoảng tầm 9 rưỡi 10 giờ tối trước khi đi ngủ ở nhà lại pha lại cái gói lúc chiều của nhà pha ấy, dùng lại và uống lại nữa. Tức là một ngày uống hai gói như thế. Và cái bột bã trà này cả nhà dùng có thể tắm nhé. Tắm rất tốt cho ai bị mụn nhọt, bị ngứa, ngứa ghẻ, mụn nhọt thì cả nhà hãy dùng cái bột, cái bã trà này để tắm rất là tốt. Đó, chúc cả nhà hãy sử dụng đúng cách trà lemon tea này. Đây là cái trà thải độc hệ huyết tương rất là tốt, chúc các bạn phục hồi gan này, phục hồi chức năng thận, chức năng gan, chúc các bạn giảm acid uric, những người bị gút ấy ạ, rất là tốt. Rồi những người mà nó thải độc chống lại, giảm đột biến tế bào và chống lại các hoạt động của khối u. Nên là ai sử dụng cái sản phẩm rất là tốt nhất là người u nang, dùng đi kiên trì 1-2 tháng, cùng lắm là 3 tháng là hết sạch u rồi, u nang, u sơ đều hết cả nhà nhé. Đấy, chúc cả nhà có một sức khỏe thật là tốt.